Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thêm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay, Ánh muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề: muốn thành công tại nước Mỹ, phải biết điều này. Tại sao người Mỹ rất thành công trong nhiều lĩnh vực? Thành công nhiều hơn là những nước trong toàn thế giới. Theo mình nghĩ, người Mỹ thành công họ tại vì họ từ lúc nhỏ họ đã được dạy dỗ theo điều này. Sống trên đời không bao giờ để người khác, để ý kiến người khác ảnh hưởng tới quyết định của mình, đời sống của mình. Những đứa trẻ Mỹ được dạy dỗ ngay tại trường học là you do what is good for you. You do what is good for you. Tức là nó sẽ hành động những gì mà tốt cho nó. Nó không để ý tới những người khác chê nó, dè biểu nó, nói nó là phải làm giống như họ thì mới đúng, thế này thế kia. Đứa trẻ được dạy là phải học cho giỏi, nghiên cứu cho giỏi, hiểu biết cho giỏi, rồi tự nó sẽ làm quyết định của nó cho cuộc đời của nó. Thì mình lấy ví dụ, một ví dụ rất là một ví dụ rất là dễ hiểu là người Mỹ khi họ lấy vợ lấy chồng thì họ không có hỏi ý kiến của ba má hay là bà con họ hàng hay là bạn bè. Nó phải tự nó biết nó thích những người vợ thế nào, tánh tình thế nào, cuộc sống thế nào, thương yêu thế nào, rồi nó quyết định nó lấy vợ. Lấy được vợ tốt thì nhờ, lấy được vợ xấu thì chịu, nhưng mà nó không để cho ai phê phán, dè biểu. Khi đứa trẻ lớn lên đi ra ngoài đường đời, nó sẽ chọn cái nghề nào mà nó thích, nghề nào mà nó cảm thấy là thích hợp cho đời sống của nó. Nó sẽ chọn những cái vùng nào mà nó thích ở. Nếu mà chọn không được, nếu chọn làm việc thì cứ việc nghỉ đi làm việc khác. Nếu ở trong vùng nào một vài năm không thấy thích hợp, không gặp được bạn bè tốt, công việc làm ăn không tốt thì nó bỏ nó đi chỗ vùng khác. Tại vì bạn biết không, chỉ có mình mới biết những gì mình cần, cái gì của mình mới biết những gì mình thích. Nếu cứ nghe người này nói, người kia nói tới, có khi là làm cho mình bấn loạn tâm thần hoặc là mình bước lùi. Không nghe người ta nói trước khi mình được quyết định không có nghĩa là không học hỏi, không hỏi thăm. Phải, cái đứa trẻ được dạy từ hồi nhỏ là phải học hỏi, phải tìm hiểu, phải nghe lời thầy dạy những bí quyết căn bản, rồi tự nó sáng chế ra, tự nó tạo ra cuộc đời của nó. Nó học về những căn bản cơ khí, rồi tự nó tạo ra một con robot của nó. Trong trường là dạy nó cái này là vậy, cái này là cơ khí là vậy vậy, cái tay hoạt động sao, cái chân con robot là sao, rồi tự nó làm ra những con robot theo ý của nó. Nếu mình sống mà mình không để bị ảnh hưởng bởi những người khác thì cuộc sống mình nó êm đềm lắm. Tại bây giờ không bao giờ mà mình chiều được hết lòng mọi người, các bạn. Người này thích, người kia thích cái này, người kia thích cái nọ, mình đứng giữa mình không biết làm sao. Nhưng mà mình không có nên để người ta ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Mình không nên để người ta làm cho mình cảm xúc, không có để cho người ta chọc giận cho mình, không để người ta nói khích của mình. Tại ở đời nhất là
những người mà hay nó khích mình á, nó khích mình để nó tìm cách nó chủ động cái quyết định của mình trên thị trường thương mại, là mình luôn luôn mình tránh để người ta nó khích, hoặc là người ta nó khích mà mình không ảnh hưởng gì hết. Người ta chọc tức mình, người ta tìm những điểm yếu của mình để người ta chọc tức mình cũng không nên bức xúc. Tại người Mỹ nó hay lắm, bạn nói bạn những người Mỹ mà mình nói là những người Mỹ mà giỏi, những người Mỹ mà cao cấp á, bà khó mà chọc nó bức xúc lắm. Mình nói nó vậy, nói cái chuyện này xấu đó, à ha, ok, chuyện đó nó xảy ra như vậy, chuyện là những người khác mà có ảnh hưởng tới nó thì nó nói ít số kể ai đâu mà nó không cần. Bạn thấy nó đậu hai xe mà mày bị tai nạn tung tung nhau, cũng như là móc xe móc dành, bạn thấy người Mỹ xuống đâu quánh lộn, đâu kể lộn đâu, nó xuống nó dòm xe của nó, rồi nó dòm xe kia, nó lấy cái ảnh ra nó chụp hình vị trí xe này vị trí xe kia, xong rồi nó điện thoại cho cảnh sát. Nó không có cãi lộn, nó không nói này thầy kia quánh nhau cái lộn, không có chuyện đó. Hai nhà ở kế bên, hai đứa nít quánh nhau, cha mẹ nó bước ra hỏi sao, điều khiển nói chuyện sao, chỉ tiếc sao, giả nghĩa nó ngồi nó coi. Rồi hai người lớn quyết định người lỗi người phải, nhưng mà người lỗi cái phải nó cũng là không có để cho cãi lộn, tức qua rồi quánh nhau rồi chém nhau. Nó chỉ là bây giờ vậy đó, vậy chuyện này chuyện nhẹ chuyện mà nặng, hay mày nặng thì nó kêu cảnh sát, không còn nhẹ thì nó bỏ qua, nó làm quà. Mà thấy trong trong cái nhà của Mỹ ít khi mà nó ra đường nó chửi nó đánh nhau, tại vì nó không có để cho những cái bức xúc bên ngoài ảnh hưởng vô cái đầu nó, tức là ảnh hưởng vô cái sự quyết định của nó. Nếu bạn muốn đi làm như vậy mà thành công thì bạn phải self control, bạn phải tự bạn cầm những cái cầm giữ được, đè nén những cái bức xúc của mình để làm chi, để mà con để người mới sáng sủa, mới rõ ràng, mới coi là chuyện phải chuyện trái. Nếu mà ông chủ vô mà ông chủ nói cái này trật, cái này tại sao làm trật, mà mình không la lên mình không bị không tức lên, mình nói tại sao đổi thừa tôi này kia, dòm coi trật chỗ nào, tại sao mà trật, là ai làm trật hay là mình làm trật. Nếu mà mình làm trật thì mình nhận lỗi, mình sửa, mình nói ok, I fix it. Còn nếu mà ai làm trật mình nói sorry, I didn't do it, I think that person did it. Mình không có nói là thẳng là ai, tại vì mình không có biết là ai rõ ràng, thì mình chỉ nói là có thể vậy thôi. Vậy là em là không chịu trách nhiệm. Bởi vì trong đời nếu mình đúng một thành công là mình phải biết cách chặn sự bức xúc của mình. Mình có việc bất đồng với ông chồng, không cần phải la lối cãi lộ, mình nói tôi muốn như vậy, ý tôi là như vậy, anh nghĩ thế nào. Anh nói không, tôi không thích, anh nói giải nghĩa cho tôi nghe là không thích, lý do anh không thích, lý do tôi thích. Thực coi mình có cái nào, mình nói chuyện mình có compromise, tức là giờ cái này làm chút của anh, chút theo của tôi, thử coi có được không. Còn không thôi thì lần này làm theo ý anh, lần sau làm theo tôi. Ông nói là ông muốn đi ăn tiệm ăn này, mình nếu bên đây không ăn đồ Việt Nam mình muốn đi ăn đồ Mỹ, ảnh nếu bên đây không ăn đồ Việt mình ăn đồ Mỹ. Thế bây giờ bữa nay ăn đồ Việt mai ăn đồ Mỹ, vậy là quề, khỏi có cãi lộn nhau, sanh giận hờn cãi lộn. Tức là cái lý do thành công nhất của người Mỹ là nó vậy, nó là một trong những thành công của nó. Cái thành công thứ hai là mình sẽ nói tiếp trong video sau, là nó self motivated, tự nó làm, nó không cần phải ai không ai hối thúc, mà cái đó mình sẽ nói trong chuyện sau. Thì giờ đây là mình chính là lần này mình chỉ nói chuyện là mình control, mình điều khiển, mình nắm giữ được cái cảm xúc của mình không cho ai lợi dụng chọc cho mình là cảm xúc để mà lợi dụng mình. Không ai làm cho mình chọc mình giận được hết, không ai nói xỉa nói mói xói mà mình để mình bức xúc, mình không làm việc được, mình phải bực bội, mình ăn ngủ không được, mình không để cho ai những cái gì đó. Lúc nào cũng có những người muốn chỉ trích, lúc nào cũng có những người xỉa xói, lúc nào cũng có những người muốn hạ giá mình, thì mình không cho người ta làm hạ giá mình, mà mình không có để cho người ta lợi dụng những cái lời nói, dùng những cái lời nói để mà chạm cho mình bất xúc lên, để làm thiệt hại cho mình, hoặc là làm cho mình nóng giận, rồi nóng giận mất khôn là sẽ xảy ra nhiều công chuyện mà người lỗi, người mà thiệt hại các bạn là mình chứ không ai hết, mình gia đình mình chứ không ai hết, phải không? Thế là sau nhiều năm làm việc người Mỹ là mình thấy người Mỹ nó hay lắm, nó không có cải động chí chế, nhất là nó càng lên chức cao giám đốc này kia, nó giận á mình không biết,
chọc nó, mình làm gì chọc nó giận á, nó nói ok come to my office let's talk. Còn mà có nhiều khi nó giờ mình làm gì cũng phải, cái nó nói ok let's take a walk let's talk, nó nói ừ thì mình cùng nhau mình đi mình nói chuyện. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cách để làm việc thành công với người Mỹ. Chào các bạn, xin hẹn các bạn video sau. Bye bye.